Hey yo, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hôm nay cùng mình đến với Apple News số 210 để xem những thông tin hot nhất của Apple trong vài ngày qua nhé. Một lượng nhỏ iPhone 14 đã bắt đầu được sản xuất, tuy nhiên thì nó được dùng với mục đích là thu thập dữ liệu để cải tiến cho lô hàng cuối cùng. Theo 9to5Mac, giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất iPhone 14 đã bắt đầu. Quá trình thử nghiệm giúp Apple kiểm tra quy trình lắp ráp, phát hiện các điểm bất cập có thể cải thiện sản phẩm, thu thập dữ liệu về năng lượng sản xuất thực tế cũng như thiết lập quy trình giám sát chất lượng sao cho phù hợp. Với các dòng iPhone trước, hãng cũng thường bắt đầu quá trình sản xuất thử nghiệm vào cuối tháng 2 trước khi ra mắt thiết bị chính thức vào tháng 9 hoặc tháng 10. Nguồn tin cũng cho biết, Luxe, nhà sản xuất từng lắp ráp iPhone 13 Pro vào năm ngoái, chưa nhận được đơn đặt hàng sản xuất iPhone mới từ Apple. Công ty vì vậy cũng có thể sẽ chỉ sản xuất iPhone 14 thường thay vì bản Pro vốn mang lại lợi nhuận cao hơn. Phiên bản cao cấp nhất của iPhone 14 là Pro Max, nhiều khả năng sẽ được lắp ráp độc quyền bởi Foxconn. Đây cũng là nhà sản xuất iPhone EOM hàng đầu của Apple hiện nay. Theo Phone Arena, đến cuối tháng 2, Apple sẽ bắt đầu giao hàng iPhone mới tới các nhà sản xuất đối tác. Các công ty như Foxconn, Luxe sẽ lập hóa đơn nguyên vật liệu BOM để sử dụng sản xuất, đồng thời điều chỉnh các máy thử nghiệm để kiểm soát chất lượng. iPhone 14 là chiếc iPhone được mong chờ nhất năm theo thống kê của Mozillian. Từ khóa iPhone 14 được tìm kiếm 1,11 triệu. Trong năm 2021, Apple có một smartphone khác nằm trong top 3 là iPhone SE 3 với 285.000 lượt tìm kiếm. Apple được cho là sẽ giới thiệu 4 chiếc máy Mac chạy chip M2 vào cuối năm nay, 2 chiếc MacBook, 1 chiếc iMac và 1 chiếc Mac mini. Theo Mac Gurman, người từng đưa ra nhiều thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt, Apple dự kiến sẽ công bố MacBook Pro 13-inch, MacBook Air được thiết kế lại, Mac mini cấu hình mạnh hơn và iMac phiên bản 24-inch. Tất cả đều được chạy trên chip M thế hệ tiếp theo, có thể mang tên M2 và sẽ ra mắt nửa năm sau 2022. Apple chưa hé lộ bất cứ thông tin nào về chip M2, tuy nhiên Gurman cho rằng CPU của chip này có kiến trúc 8 lõi, nhanh hơn so với M1. Riêng đồ họa GPU có thể tăng lên 10 lõi. Apple giới thiệu chip M1 vào tháng 11 2020, còn bản nâng cấp M1 Pro và M1 Max sẽ trình làng vào cuối năm ngoái. Hãng được cho là sẽ ra mắt M2 Pro và M2 Max vào đầu năm 2023, đồng thời hé lộ chip M3. Apple nhiều khả năng sẽ ra mắt một loạt sản phẩm mới vào ngày 8 tháng 3 tới. Bên cạnh iPhone SE và iPad mới, Gurman dự đoán hãng sẽ giới thiệu một chiếc MacBook nâng cấp với chip M1 Max hoặc M1 Pro trước khi tung ra model chạy M2 vào cuối năm. Gần đây đã có rất nhiều tin đồn về một chiếc iPhone có camera ẩn dưới màn hình và Touch ID dưới màn hình. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa để Apple có thể tung ra sản phẩm. Rò rỉ gần đây cho thấy rằng tá khuyết hiện không còn làm việc trên máy quét vân tay và camera dưới màn hình cho iPhone. Những tin đồn về việc Apple đang nghiên cứu cảm biến và camera dưới màn hình cho iPhone là sự thật. Công ty đã dành một vài năm cho dự án này, nhưng vào tháng 1 năm nay, tá khuyết đã quyết định chuyển tất cả những nỗ lực dành cho Touch ID dưới màn hình sang nhóm làm việc Face ID. Mặc dù nghe có vẻ phi logic nhưng thực tế tất cả đều có lý do. Như chúng ta đều đã biết, Apple đang thử nghiệm iOS 15.4 với tính năng mở khóa iPhone bằng Face ID ngay cả khi người dùng đeo khẩu trang. Hầu như tất cả các sản phẩm của Apple sẽ hỗ trợ tính năng này trong tương lai. Do đó, có lẽ công ty sẽ không cần sớm tung ra tính năng Touch ID dưới màn hình, mà sẽ cần thêm thời gian để nó hoạt động hoàn hảo hơn. Dù sao, điều này không có nghĩa là Apple sẽ không tung ra một chiếc iPhone có camera dưới màn hình, nhưng sản phẩm này có thể sẽ xuất hiện muộn hơn so với kỳ vọng của nhiều người. Cũng không loại trừ khả năng dòng iPhone 15 Pro sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên sở hữu camera ẩn dưới màn hình. Trong khoảng thời gian gần đây, chúng ta được thấy rất nhiều tin đồn về chiếc kính thực tế ảo AR/VR của Apple. Chiếc kính này có mức giá lên đến 2.000 đô và đây chưa phải là mức giá cuối cùng để chúng ta có thể sử dụng chiếc kính. Tuy nhiên, đó không chắc là chi phí duy nhất liên quan đến chiếc kính thực tế ảo này. Các nhà phân tích tin rằng Apple có thể đi đến một giải pháp phần mềm dựa trên đăng ký hàng tháng cho chiếc kính thực tế ảo đầu tiên của mình. Họ lưu ý rằng thị trường thương mại hiện đang có HoloLens 2 của Microsoft thống trị và xét đến lượng sản phẩm bán ra có Oculus, Apple sẽ buộc phải phát hành các sản phẩm liên quan và bước vào cuộc cạnh tranh trong năm nay. Kính thực tế ảo của Apple sẽ bắt chước chiến lược giá HoloLens của Microsoft và nhắm đến cùng một thị trường. Cho những ai không biết thì Microsoft cung cấp HoloLens dưới dạng mua một lần, nhưng có thể mua phần cứng theo gói cho thuê hoặc trả góp. Ngoài ra, các ứng dụng của bên thứ ba trên nền tảng cũng sử dụng mô hình đăng ký và đây là thứ đang ngày càng được các nhà phát triển ứng dụng iOS áp dụng. Jamforce dường như suy đoán rằng vì Apple cũng sẽ cần các ứng dụng trên kính thực tế ảo của mình nên hãng sẽ tính phí đăng ký cho chúng giống như Microsoft. Và đó là những thông tin rất là hot của Apple mà mình thu thập được trong mấy ngày qua. Các bạn nghĩ sao về chiếc iPhone 14? Hay là các bạn có mong đợi về một chiếc iPhone có camera ẩn dưới màn hình hay là Touch ID dưới màn hình hay không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.